đều đều ẩn cả, chúng ta không phát hiện được lúc nào nó là số hoặc là chữ. Cho nên ấy, với phép toán thì hôm trước chúng ta biết rồi, nếu mà chữ cộng số thì ra ra gì, chữ cộng số thì ra chuỗi đúng không, chuỗi cộng số ra chuỗi. Thế chuỗi trừ số ra gì? Ra chuỗi. Sai. Chuỗi trừ số ra NaN. Not a number. Vậy giờ chỉ có phép cộng thôi. Với cái chuỗi và cái số này chỉ có duy nhất phép cộng là chúng ta thấy nó lằng nhằng thôi. Cho nên nhiều khi chúng ta để đảm bảo nó là một chuỗi hoặc là đảm bảo nó là một con số, chúng ta phải ép kiểu nó về. Thì ở đây chúng ta có cái hàm là hàm, hàm đầu tiên là hàm toString, là đưa cái một cái số trở về thành dạng chữ. Đây. Tất cả nó đều như nhau, nhưng mà ví dụ như tôi đi tôi copy cái phần này. Đây, ví dụ tôi đi copy phần này tôi đặt vào đây. P có ID rồi demo. Rồi nhá, các bạn coi nhá, tôi đặt debug vào đây. Y bằng x.toString. Chúng ta đặt debug ở đây. Được chưa? Chạy. Ủa, không phải file này. str. Rồi, debugger dừng này. Đây là, chúng ta chạy qua cái x này. Bây giờ x bằng gì? 1, 2, 3 đúng không? Y bằng gì? Bằng x. Thấy không? Thấy khác nhau. Nó chuyển thành chuỗi luôn. Nó đưa vào trong một dòng đúng không ạ? Thì đây nó vẫn là hình chuỗi. Còn hiển thị ra tất nhiên nó vẫn đều là 1, 2, 3 rồi. Cứ cái gì hiển thị ra ngoài thì nó sẽ chuyển thành ký tự. Ký tự. Cho nên là bây giờ kể cả các bạn mà tiến hành là x cộng y, x cộng y, thấy không? Được chưa? Do đó hãy cần, hay nếu mà lúc nào muốn cần muốn hiển thị ra chuỗi thì chúng tốt nhất là toString thôi. Là xong, xong chưa? Đấy là hàm đầu tiên, hàm toString. Thế thì cái debugger kia là gì? Để dừng cái việc trình duyệt nó đọc cái code JavaScript tại thời điểm debugger, để chúng ta kiểm tra các giá trị nằm trong này tại thời điểm nào đấy. Được chưa? Tiếp theo là hàm đây, hàm này thì bỏ qua đi. Hàm này nó là làm tròn, là làm tròn số lên thôi. ToFix, cái này chúng ta phải biết. Nhìn nó cũng thấy ý nghĩa không? ToFix làm tròn. Đúng rồi, làm tròn đến số thập phân thứ mấy sau dấu phẩy. Và cái này nó sẽ là làm tròn lên. Được chưa? Ví dụ chúng ta sẽ có gì? X bằng 123,4. Y bằng x.toFix 2 chẳng hạn. Bây giờ nó bằng bao nhiêu? 12. Bằng bao nhiêu? 123.40. Được chưa? X bằng 123,4 vẫn như cũ. Nếu mà nó không có số 0, à, nó không có hai số phẩy đằng sau thì tự động có thêm số 0 không? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Rồi bây giờ thì sao nữa? Đây là bao nhiêu? 59. Dạ. 123,49. Bao nhiêu? Trông mặt mày sát thủ. Chưa? 48. Cứ tưởng 5 nó phải lên 10. Là nó phải làm tròn chứ. Ờ. 5 nó phải xuống. Tiếp nha. Sửa tiếp nha. Bây giờ
49 đến 48. 49. Được chưa? Hãy lưu ý khi dùng câu fix. Nó không hẳn là năm, năm cứ năm là nó đẩy lên đâu. Cho nên là nó phải quá bán, quá năm thì nó sẽ làm tròn lên. Còn nếu mà không quá năm thì nó vẫn giữ nguyên. 4856. 4856. Đúng không? 56. Theo bạn con lên. Cái này nó đã qua năm rồi, năm phải bao nhiêu? Đúng không? Rồi. Thì tôi đã nói là quá bán mà. Quá bán thì nó sẽ lên. Được chưa? Gì nữa? X bây giờ bao nhiêu? X bao nhiêu? 4856. 112, 123,4856. Chính xác. Bởi vì to fix là làm tròn cái số đấy lên và mình gán cho nó một cái số khác. Còn cái giá trị X vẫn giữ nguyên, nó không ảnh hưởng đến đối tượng X. Đúng nhá. Đó là cái phải lưu ý cho cái thằng to fix này. Cái fix này sau này sẽ dùng nhiều đấy. Làm tròn số, làm tròn tiền. Gì nữa? Precision. Có gì? Đây là gì? Giang. Dạ vâng, gì? Không nhìn gì à? Không nhìn thấy phải bảo chứ. Thằng Tùng kéo lùi cái máy lại. Tôi kéo được không? Để bàn phím bên trên bàn phím kia. Đây nó như kia. À, ở như kia, tắc lè lưỡi rồi. Tính không không có số, không có tham số trừ bằng. Đây là một chuỗi và số được viết đường thêm vào với tổng dài, không tiếng Anh được. À, tức là lấy cả sau nó phải, ví dụ đây là 2, 9, 17 này, 4 thì nó lấy đủ 4 số bên này. Đúng không? Vậy nên dùng cái này, nên dùng thằng fix. Thằng kia gọn hơn chứ. Precision. Đây là làm các bạn để ý này, cái thằng Tùng nói đúng ấy, đó là làm tròn số. Cả đằng tính cả đằng trước số thập phân nhá. Thì nó tính cả số thập phân lẫn trước đấy, tức là số nguyên ấy. Thấy chưa? Ở đây chúng ta có 9,656 khi nó làm tròn lên 2. Thì nó sẽ có là 9,7. Gồm 9 và 7 là hai số. 4 thì nó lấy đủ vào bằng này. 6 thì nó thêm hai số 0 ở cuối. Thì để có đảm bảo đôi 4 6 chữ số nằm trong cái con số này. Xong chưa? Đấy là cái chúng ta cần phải lưu ý cho thằng này, nhưng mà thực ra thằng này tôi cũng chưa dùng bao giờ. Cho đến làm đến tận bây giờ là chưa dùng bao giờ. Toàn dùng to fix xong. Cho nhanh. Value. Value là gì? Giá trị của number. Xem nhé. Nào. Đây là có gì? X value x thì hiển thị ra 123 này. Một trong số 123 hiển thị ra là 123 này. 100 cộng 23 thì hiển thị ra bằng này. Cái này thì dễ đúng không? Chỉ là hiển thị giá trị thôi. Nó không khác mấy so với thằng string. Nên nếu mà bây giờ chúng ta tiến hành như thế này thì ra bao nhiêu? 100 cộng 100 chuỗi 100 cộng với số 23 chấm value of. 23. Chẳng khác mẹ là phép cộng bình thường. Đúng không?
Nên là cái làm tôi chẳng hiểu vì sao nó làm ra cái hàm này luôn. Ê mày hay. Được chưa? Rồi, chúng ta có 3 kiểu các kiểu. Chúng ta có hàm đầu tiên là hàm number. Hàm thứ hai là hàm pass in. Hàm thứ ba là hàm pass float. Pass float. Pass float. F kiểu. Thì F kiểu chúng ta có gì? Đây. Nhìn thấy cũng có hiểu không? Với hàm number. Nếu là đầu tiên này, nếu là boolean là kiểu dạng true false thì không à, true nó về 1, false nó về 0, date thì nó sẽ về ép về kiểu mili giây, tính từ năm nào đến giờ chẳng nhớ, được chưa? Còn nếu mà là một chuỗi, ở trong chuỗi nó có thể là số, nó chứa số thì nó ép về số luôn, ép về số luôn. Còn nếu mà cái chuỗi này không thể ép về số thì nó sẽ trả về là not a number. Được chưa? Thế vậy thì nếu mà như thế này, nếu tôi rơi vào trường hợp này, đây nhá, ví dụ tôi có cái này, đây, liệu tôi có if được không? Để kiểm tra một số, liệu tôi có if được không? Này có ít không? Có. Không. Vì sao không? Cái này nghĩ là nó là chuỗi mà. À, ừ, nhưng mà tại sao lại không ít được? Nhưng mà à, trong chuỗi em nghĩ là nó vẫn tính là đấy là số. Là sao? Tôi chưa hiểu ý không? Không biết phải dùng hàm in ra rồi. Bằng kia. Cái này có được không? Cái này cũng giống cái in ra rồi. Không đâu. Cái kia là kiểm tra xem một chuỗi có phải là số không. Còn đây tôi ép cái này về số xem nó có bằng nan không. Hai cái nó khác nhau mà. Cái hàm is n a n ấy. Còn nhớ không? Hàm đấy nó return là cái gì? True false. Con hàm này của chúng ta là nếu mà nó không phải là số nó return ra nan mà. Đúng không? Hai kết quả trả về của hai hàm này hoàn toàn khác nhau. Nó nhánh đồng nó ra được. Chạy được không? Được nhá. Đây, x của chúng ta vẫn bằng 10 và 20. 20 đúng không? Nếu number x bằng nan. Đây, number x này. Có ra. Nhá, bằng nan nhá. Rồi, bây giờ các bạn thấy nó chạy xuống đây này. Thấy không? Chạy này, thì nó phải là, nó sẽ hiển thị ra cái gì? Là số. Vậy là đúng hay sao? Sai. Kết quả nó hiển thị là số này. Sai. Đây. N-A-N. Là đúng hay sao? Sai. Vì sao sai? Tại sao nó lại không so sánh được với kết quả? Rõ ràng lúc nãy mình nhìn thấy cái này mình hiển thị ra là nó là nan đúng không? Mình so sánh với nan, nó lại không bằng nhau là như nào? Thì để cái nan kia trong chuỗi. Trong chuỗi nhé. Ừ. Đây đúng không? Đấy. Không. Nó vẫn là số. Chuỗi trước thì không quan tâm. Tại sao? Nghĩ thử nào. Chúng ta học có bao nhiêu kiểu dữ liệu ở trong JavaScript? 7. Có kiểu nào tên là kiểu not a number? Có.
Không. Do đó khi mà so sánh như thế này làm sao mà ép kiểu về cái gì được? NaN ép kiểu về cái gì? NaN ép kiểu về NaN. Mà NaN nó không phải là kiểu dữ liệu. Cho nên là không thể so sánh được với nó. Đúng không? Và ở đây chúng ta có một cái điều đó là không thể kiểm tra một số bằng cái hàm number này được. Tôi nghĩ sẽ có rất là nhiều người bị nhầm. Và tôi cũng từng bị nhầm. Khi mà cố tình muốn kiểm tra một cái biến có phải là số hay không bằng cách sử dụng cái number này. Nhưng mà tôi ngày đấy cũng nghĩ là nếu mà tôi viết như này nó sẽ không theo logic không ra, đúng không? Theo logic không ra, nhưng quan trọng nhưng mà đặc điểm của nó là nó không so sánh được. Cho nên là nó sẽ ra kết quả sai. Cho nên là chúng ta khi mà so sánh số không bao giờ dùng cách này nữa. Tôi chỉ cho các bạn ra cái cách mà nó sai. Có đúng thì chưa biết, đúng thì có nhiều cách đúng. Đúng không? Đúng thì is, NaN là sao? Được chưa? Đó, thì hãy lưu ý khi mà sử dụng cái hàm number này. Hàm number này khi nào các bạn chắc chắn nó là số thì hãy dùng. Nhớ chưa? Khi nào chắc chắn nó là số. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà tôi để 10 ở đây, tôi để 10 ở đây và tôi tiến hành y bằng x cộng 8 như này chẳng hạn, thì y sẽ bằng mấy? Bằng mấy? 10 và 8 đúng không? Đúng không? Nhưng mà nếu mà tôi đưa cái số number này vào đây, cái hàm number kia vào, number x này vào, thì bằng mấy? Okay. Đúng chưa? Khi các bạn trong trường hợp các bạn chắc chắn nó là số thì các bạn mới dùng được cái hàm number này. Xong chưa? Đấy là một cái hàm đầu tiên các bạn phải lưu ý, có vài điểm lưu ý thì nên nhớ. Không nên dùng bừa phứa linh tinh, chết đòn này. Không nhỉ? Thế vậy thì có cái những cái hàm khác có khác không? Những cái hàm pass in có khác không? Không. Nó khác không? Đấy các bạn xem. Nó cũng lại return, có những cái trường hợp nó return NaN. Thấy không? Mà NaN thì lại giống như lúc nãy là chúng ta không so sánh được. Thế thôi dẹp mẹ đi. Cái này chỉ chắc đảm bảo cho chúng ta cái việc mà chúng ta chắc chắn nó là số rồi, cái biến đấy. Cái biến đấy chúng ta chỉ chứa số thì chắc chắn nó là số rồi thì chúng ta mới tiến hành đi xử lý nó thôi. Được chưa? Cái hàm pass in này là ép kiểu một cái ký tự về gì? Số nguyên. Được chưa? Sau này ấy, các hàm này dùng nhiều. Bởi vì sao biết không? Với JavaScript chúng ta tương tác với các cái giá trị. Thứ nhất là về value này. Thứ hai là về attribute của các cái phần tử ở trên trình duyệt. Rất nhiều đúng không? Các element. Có để ý ngày sau này. Còn nhớ cái HTML họ được học thì đây. Ok, cặp từ đâu nhá? Cái lần sau châu. Tạm thời biết đây nhá. Thì ngày xưa ấy, khi chúng ta học một cái thẻ này, ví dụ thẻ P này đúng không? Hoặc là hay là thẻ input này, thì chúng ta có thể lấy được cái value của nó đúng không? Lấy thuộc tính value của nó bằng JavaScript đúng không? Nhưng mà các bạn đừng nghĩ là chỉ có value mới cung cấp được thông tin nhá. Đừng bao giờ bị cái value này nó cuốn vào là chết dở đấy. HTML ấy, nó là một cái phần tử, một cái thẻ, nó có thể cung cấp cho chúng ta vô vàn dữ liệu. Kể cả một thẻ này tôi viết một bài văn vào đấy được. Nó cũng đủ để khả năng để cung cấp cho tôi nguyên một bài văn. Cái chuyện bình thường. Bằng cách gì? Ví dụ thẻ P là tôi thêm một cái thuộc tính là data. Mình thích mình viết vào của bạn. Sau đó tôi lấy dữ liệu dựa vào cái thằng data này là xong. Data attribute. Không phải, đừng nghĩ là data attribute. Nó là attribute rồi. Hay là tôi thích thì tôi viết là kiện th, viết tên mà,
tính h bằng một cái swing nào đấy. Sau đó tôi lấy giá trị ra từ cái thuộc tính là kiện tính h. Cái này có được định trước không? Ví dụ với data để có thể định trước đúng không? Nhưng mà cái thằng thiện này thì chắc là chỉ có mỗi mình tôi định nghĩa rồi. Nhưng mà tôi vẫn lấy được. Được chưa? Thế cho nên là từ những cái này, từ những cái giá trị ở đây, ở đây, ở đây, nó trả về cho JavaScript. JavaScript có thể là tìm đến các thẻ và lấy dữ liệu từ các thuộc tính. Đây là thuộc tính, đây là thuộc tính. Lấy ra thì tất cả nó đều đưa về gì? Thấy không? String. Tất cả đều phải, nó đều đưa về string cả và chúng ta đều phải ép số, ép kiểu. Cho nên là những cái hàm này đừng bảo là không dùng, nó dùng nhiều. Được chưa? Hình dung không chồng? Đó, đơn giản. Thông chưa? Thì chúng ta có 3 hàm ép kiểu. Hàm thứ nhất là hàm number. Hàm thứ hai là hàm pass in. Hàm thứ ba là hàm pass float. Được chưa? Trong các ngôn ngữ khác các bạn còn có cả hàm pass double. Pass double, double là một kiểu dữ liệu chứa rất nhiều cái lớn. Đúng rồi. Bởi vì số nguyên là hai mũ trừ 7 cho đến 2 mũ 8. Tức là cái độ rộng của nó. Phần tử nó phải chứa được từ 2 mũ trừ 7 đến 2 mũ 8. Rồi thì float thì là 2 mũ trừ 17 hay là 2 mũ trừ 15 cho đến 2 mũ 16. Còn double là từ 2 mũ trừ 63 đó, không nhớ, 63 đến 63 hay 32 31 gì đấy cho đến 2 mũ 32. Đấy là cái khoảng giá trị nó có thể chứa. Được chưa? Path float cũng vậy. Hãy lưu ý, để những path float toàn lưu ý để. Cái gì đấy? Mẹ bao giờ? Người đây. Đây các bạn lưu ý hai cái hàm này. Thằng này pass in thì 10 năm nó cũng chuyển về 10. Nhưng mà năm 10 year 10 thì chuyển về nan. Thằng này thì 10.33 chuyển về 10.33, 10 20 30 về 10, 10 năm về 10. Year 10 về 10. Và year 10 về nan. Nó sẽ quét từ trái sang. Thì lấy số đầu tiên. Lấy số đầu tiên. Còn lại vừa lên. Được chưa? Viết vào rồi lại quên hết bây giờ. Cứ phải nhắc. Không chưa? Rồi. Bây giờ để xem còn gì không? Mắc vào liều bỏ mẹ đi. Ok, tạm thời hết những cái hàm cơ bản về số ấy. Bây chúng ta có cái yêu cầu như sau. Làm nhé. Bài này sẽ phải làm. Còn nhớ cái hàm from không? Có. Hàm from này sẽ tôi sẽ cần 3 cái from. Hoặc là thậm chí là không, làm này đi. Tôi có một cái biến là total number bằng from. Thì cái from đầu tiên hiển thị ra là các số, nhập các số và chấp nhận nhập bao nhiêu số. Bạn muốn nhập bao nhiêu số? Viết đây là số. Nếu không là số return full luôn, bảo là bạn xem sai rồi. Vậy ý tôi là như nào? Ngay khi bài hiển thị ra một cái màn hình thì đánh vào đây một con số. Ví dụ tôi đánh số 5 thì sẽ có 5, thêm 5 cái prompt nữa để nhận cái dữ liệu 1, 2, 3, 4, 5. Có nghĩa nhỉ? Nếu là lúc đầu vòng thứ nhất prompt 1 này, prompt 1 hiển thị là 5 đúng không? Các bạn nhập vào là 5. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ hiển thị ra đây là 5 thêm 5 cái prompt nữa. Kiểu nhập vào số lần n đúng không? Đúng rồi, số lần n. Chúng ta sẽ có thu thập được một là 5x chẳng hạn đúng không? Ở việc vừa đạt. Các bạn học array push nhỉ? Học về array nhé. Học về mảng kìa. Học qua đi.
Không rồi. Nếu mà như này thì các bạn chưa chắc là chưa chưa học về về, về mạng thì hơi khó làm. Đây. Cho tôi 5 lần prompt đi. Cho tôi 5 lần prompt. Prompt. Cho các biến từ x1 cho đến x5. Xong chưa? Yêu cầu như sau, một là loại bỏ các giá trị không phải số. Trong các giá trị là số, tôi không cần biết là số nguyên hay là số thực. Được chưa? Tôi không cần biết là số nguyên hay là số thực, để các bạn nhập kiểu dạng 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nhập lung tung cũng được nhé. Tôi cho phép nhập lung tung. Được chưa? Cứ nhập vào nhưng cứ không phải là số thì bỏ qua. Được chưa? Trong các giá trị là số thì tìm cho tôi số lớn nhất. Được chưa? Xong. Làm đi. Nhập tôi 5 cái biến x từ x1 cho đến x5. 5 cái prom. Đúng rồi, là 5 cái prom luôn. Cái đấy tôi cho phép các bạn nhập linh tinh, nhập cái gì cũng được. Nhưng mà nếu và ở trong đấy tìm cho tôi cái số lớn nhất. Tìm cho tôi cái số lớn nhất. Mũi làm sao? Sắp sửa đi thay mũi nữa. Bây giờ nâng mũi bao tiền? Tiền đi thay mũi thì nâng luôn. Bàn điều hòa lâu là y rằng bị. Chắc đâu em. Điều mũi. Nét bị mỗi bên. Super strong. Em cả hai bên. Nó hơi khó chịu. Xong. Cái giao bài của bọn này xong mình lại y vi hành. Nóng cởi áo ra. Quả vừa đi nâng dạng. Mật 6.5. Nâng dạng 6.5. Nâng dạng con bác khỏe nó trong không hết. 100 là giam cũ tháo máy thôi. Tháo em đúng không? 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 Là mới đâu đấy sao? Tháo mới đấy. Cũ, à mới của mình. Đấy. Thế động được cái em đi mà. Em lắp ở đâu vậy?
em ra tận Trần Anh cái kiểu hỏi ra 4GB nhá, 4GB mới cứng nó phải 809. 8GB là 859. Điền 8GB 1 triệu. 8GB là 8GB 1 triệu thôi. Chỉ số 800 vào đấy nó bằng cái hàng thứ thôi. 900. Em mua mấy lần là... đây nó quanh quanh được 900. Nó sắp sẽ phải đến ra 1.600 thì là giờ đắt hơn. 1.600 thì lên nó đều khoảng 500 rồi. Chỗ nào cũng chỗ 800 bây giờ nó thay đổi cái túi lắp 6-7 tháng rồi. Nó hơn 5 rồi. Tùng hôm bảo sang nhiều chính thì trái sang Nghĩ ấy, về muộn ấy. Nghĩ đang về vào đến nhà thì thấy ông yêu về ông chợ cho đấy thì... Nha, nhìn tôi ạ. Cái hôm thì sao nhá? Tính hôm thì sao á? Không, ai ơi. Hôm thì nhập với thì tối tối nay bận tối mai lại không tối mai thì quên mình quá trả quên chủ nhật lại xin lỗi chị nhập vào chị phải chắc chắn nó là số bây giờ chị nhập vào thì có thể là nhập cái tình. Thì cả dùng cái này nó nhận cái số đầu tiên của mình. Cái này nó có làm tròn. Bàn gà đấy thiếu bàn nghĩ mà
chưa? Lên GS Video mà làm. Biết à? Nếu mà khó, nếu mà lười cốt đấy, lười kiểu là viết ở trong này thì lên đây này. Đây này, nó chia ra các cái tab HTML JavaScript này, ví dụ như kiểu mà viết thẳng luôn và x1 và from là số thứ nhất, hai chấm trong mình document.write x1 ví dụ như này nhá, xong write đấy nhá. Được chưa? Code như một cái màn hình bình thường thôi. Để cả một chút nào. Cái này cũng mang cả nhà đi. Chữ này nào? Chữ đến số lần là gì? À, ừ, đến số lần nào? Số lần là số. Rồi 1 5 Rồi, tốt. Không gặp. Chí dạo này khôn hơn nhiều ấy, đỡ ngu như ngày xưa. Thành từ nào đúng hết, em không có ý kiến gì cả. Răng chưa? Hơi ngầu ngạt, thấy chưa? Các ông nhạc sĩ đều gặp các cô gái đẹp, yêu hay có cảm tình, rồi sau đó viết được ca khúc bất hủ để đời, ngưỡng lại thấy tôi thiệt thòi. Khi đi show hay ra ngoài đời cũng gặp nhiều cô gái xinh, trẻ đẹp, nhưng tối về chỉ biết được mỗi chuyện ma. Hơi ngầu ngạt, thấy chưa? Chị vợ. Chuyện ma.
nhẹ nhàng nha. Biết thằng nào giọng nào? Lần này ra nhạc nhạc quá. Lần thanh niên này ra nhạc nhạc quá. Chẳng nghe. Đợt ra cái bài gì hát Hà Lâm bị vỡ. Không hay một bài demo ấy. Nó chửi đó. Đấy chạy sang đấy, nhà sang. Nhào thì đi. Cách ngày nào cũng cách nhà tôi có đúng một bước chân. Ừ. Ôi, tự nhiên ở đầu ở đó mà làm bao nhiêu thứ. Thầy chỉ đúng một phát, tự nhiên thấy thằng ấy hay thật. Nhiều cái hay thật đấy. Vậy anh làm bài kia đi. Tìm bút vào liều 5 lần vào liều tên. Cứ như bài này kiểm tra môn JavaScript hay sao anh ạ? Mẹ bỏ cân ra chị, không phải là số. Số. Trong cân giá trị là số, tìm số lớn nhất. Quán rồi. Chán rồi, chán ra ngoài luôn. Chán luôn. Là bỏ cân giá trị không phải là số. Sao lâu thế, bọn này lâu thế? Chưa nghĩ ra. Ồ. Thì nhập vào check từng số một, nhập vào mình đã có x1 các biến x1 với x5 là tĩnh rồi. Vậy is an đi, check is an xem đúng không, không lại là em chơi mạng không, chưa nói gì chưa, không chơi nha, chơi nha, chơi cho mừng ban rồi. Bọn này lâu lâu không cho đi học rồi lại thấy ngu dần đều rồi. Hai. Đúng chưa? Rồi. Rồi ít rồi. Không thì tiến hành for x cũng được. For và y for bằng for là không. À, từ. For. Nó sao for được ạ? Không for được. Không sao nghĩ được. Ít. Này phải ít vậy. Ít. Đúng rồi mà. Bình thường á. Và mắt bằng không đi. Nhầm. If is nan. Nan này nan kia nhỉ? Nan đúng rồi. N với in. N A L. N A L. X 1 thì ra phủ định của is nan x1. Và số là số. Và và max nhỏ hơn hoặc bằng với x1 thì tiến hành max bằng x1. Ủa? Đúng nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Mày dùng x hộ cái? Không được. Cái này dùng toàn tự được. Không nhá. Mắc bằng không. Không bé bằng. Sai rồi. Mắc bằng không mà. Không bé 1, bé 2, bé 3. Chứ số mắc nào cũng bé hơn cái đó. Cả đồng cái này sai. Không đúng rồi gì ạ. Nhỏ hơn thì gắn vào gì anh. Số lớn nhất
nhỏ hơn hoặc bằng thì gắn cái giá trị mắc bằng sao lại bằng ba nhỉ? Sao? À đủ. Vài. Về nơi đâu? Bóng trời. Cay thật. Mất rồi. Mất rồi. Lại đánh cốt lại. Mẹ. Quên bố. Sớm đời. Ôi giời ơi. Biết bố rồi đây. Vừa quay là cốt trên cái này này. Không, tôi bấm nhầm. Tôi bấm nhầm. Nên đây mà cốt nữa. Ở Nam là vừa mắc. Như tôi. Sáu năm gai. Cái này kiểu ra mướt đấy nhỉ. Sợ lắm. Không lâu lắm. Em tính là không alert. Sao không được. Lôm là rồi. Mình không nghĩ ra nghe chưa? Nhầm. Nhìn tôi biết dài. Phát float cả thôi nhé. Tôi biết gì là gì. Float này đúng không nhỉ? Đúng rồi. Phần răng lép đây. Nếu là số và không bé hơn số đó thì mắc sẽ là số đó. Quên. Mắc bằng không. Nó một không rồi. Nó chẳng bé hơn. Thì số nào đó bé hơn. Chết theo ít mà tăng dần. Bé hơn dù chết số không thì nó sẽ lấy gắn số đấy. Đọc và hiểu. À, gắn số đấy một mét chết tiếp. Không phải là không đoán. À, nó là không mà, cho nên là nó là biến. Mà biến thì cứ số số dần dần. Ờ. Đã đi rồi. Đã đi rồi. Kiểu này rồi. Có cái mắc bằng base lab kìa. Được không? Khá là đúng chắc. Chí hiểu không? Nó là một khác rồi. Nào, các bạn hiểu không nhỉ? Đầu tiên này, lấy giá trị x1 từ prompt nhé. Đây, tất cả chúng nó đều là gì? Chuỗi, đúng không? Chuỗi đúng không? Rồi giờ sao? Cho một cái số mắc bằng 0. Nếu cái chuỗi x1 kia nó là số và cái giá trị của mắc nhỏ hơn f kiểu x1 về số. Đúng không? Đến lúc này mắc nó bằng 0 nó trở lại bé nhất rồi. Đúng không? Thì chắc chắn rồi. Thì là mắc. Nếu mà mắc nhỏ hơn thì mắc sẽ chuyển giá trị bằng cái của x1. Sau đó check qua x2, x3, x4 tương tự, x5 tương tự. Nếu mà mắc nó là bằng lúc nãy nó bằng cái số x2 đúng không? X2 bằng 234, 234 có nhỏ hơn 2 không? Vậy làm sao mắc gán lại giá trị được? Đúng chưa? Thế cho nên là mắc luôn luôn sẽ mang giá trị là lớn nhất. Hiển thị ra. Bởi vì nó là biến mà. Đúng chưa? Nó chỉ... khó không? Nó như phỏ. Trông mặt tận thối rồi. Đã hiểu cái nãy chưa? Cái lúc nãy cái cặp giống hoàng này. Chưa. À cái đấy. Em chưa nói xong tự nhiên. Chưa nói xong em mải có điện nên chưa biết. Nhưng mà mấy tự nhiên dạy có rồi. Hả? Thầy có nhiều mà trong hoàng cả cổ rồi. Đây nhá. Lại là cái đó. Làm ví dụ như này đi, để tôi viết rồi. Còn kia tập trung xem bài đi, sẽ có những cái bài tương tự như vậy. Sẽ có những cái bài tương tự như vậy đấy. Làm đi. Ví dụ nha, mình có đô la x bằng new model nha, ví dụ new product chẳng hạn nha. Đây đúng như thế này hiểu đúng không?
Rồi. Bây giờ x trò trò đi lên. Lên bằng 100 tuổi. Được chưa? Bây giờ tôi echo nghe. Trò lên. Bằng bao nhiêu? Nghĩa thì đã được. 100 đúng không? Nhưng mà nếu mà tôi echo đi này. Nó là string. Rồi. Làm gì có kiểu nào kiểu thuộc tính như này? Một ngoặc cũng thế, một ngoặc cũng lỗi. Cũng là sở trình. Chỉ nó chỉ hiển thị là không có ngoặc thì mới lỗi. Bây giờ là nếu hiển thị như này thì sao? Thì nó ra một sao. Thầy, qua cái cách dạy của thầy, em thấy nhiệm vụ dạy của thầy lên tầm. Lấy cái gì tôi chẳng thấy lên gì. Gọi là một lần thầy nói, chưa chắc em hiểu đâu. Rồi làm phát này hiểu luôn. Cái này dễ giải thích mà. Đấy, thầy thấy chưa? Đó là ví dụ. Đấy. Không biết. Sao lại nung đi kia? Thế là bảo sao anh em ngồi mãi chọc mãi chạy kìa. Không, anh hiểu là, chỉ biết là anh hiểu là chỉ là thầy phó ý chí. Đúng chưa? Đúng rồi, biết là như vậy nhưng mà anh không hiểu là cái này. Đào, không chưa? Đấy, ý em là cách dùng. Đào. Cách dùng. Cái đấy em bảo là cái gì? Đây. Em không biết thì anh bảo cái đấy thì anh không biết được đấy. Không hiểu, cái nguyên lý làm việc của cái phòng phó ý chí. Biết cái thủ, biết nguyên lý nhưng mà không biết cái gì đúng không? Ừ. Em quan trọng trước của anh không anh? Ừ, thì sao? Bởi vì sao mà nó ra giá trị động? Cùng khoảng cái này. Giá trị động đúng không? Em thì được em làm quay đi nó sẽ chạy lại. Nó ép thế về chỗ. Cái hàng là gì? Em để cái hàng đáng. Bây giờ em làm quay đi vui. Ép thì nó ép về chỗ ấy. Nhưng mà từ này pro thì mình nhận vào cái giá trị của x. Chứ nó sai. Nhận giá trị từ pro lấy cái giá trị mà là kiểu dữ liệu gì? Em ép về chỗ làm đúng rồi. Những cái này là thể động tăng lên cái giá trị để cho vào chỗ của em nói. Ví dụ như là số thì nó để nguyên còn thể chỗ ấy. Nó xuyên không phải. Sau cái ba xong các bạn xem có phải chú insert into value đúng không? Là vâng. Insert into bảng value giá trị max và number. Có so sánh giữa string không? Value và đây là giá trị value. Number không phải là giá trị. Đúng. Value sẽ là bằng cái này thì cho nên là sẽ không đưa rồi. Hai này thì phải là number. Cái for x về thì nó mới so sánh với nhau đúng không? Thế nếu mà cái x1 này là gì? Mà anh nói giá trị của mắc nó thế cái này cái này để em mắc mắc nó là trong lúc ta quy định mắc là luôn luôn là số nhất đúng không? Bên nhập form vào đúng không? Mắc bây giờ đang nhỏ một số khác là đô la thì biết cách đơn giản nhất là mắc là luôn luôn là số nhất sao mình chọn giá trị mắc bằng cái số này là bao nhiêu không? Là nó là gán luôn từ lúc mình nhập vào đây này, đây là gán này, đây là gán này. Vâng, em đang là so sánh đúng không? Hay là có không có cặp dấu này không hiểu? Đến bốt đúng không? Bốt. Hả? Hay là hiểu không? Đúng rồi, điều kiện nó ở dưới. Ừ. Thì bây giờ nó sẽ bỏ cái... Có phải trong cái thể lúc này là forex đúng không? Forex của cái... Đúng không? Lao rồi, hiểu chưa? Rồi. Đô la code. Đi là dùng hạ lượn. Thế em giải thích nó cho nó thầy cắt cái cơn rồi thì cắt cái cơn của em. Đây là cái đó là chú phải nhìn cái kia giải thích nó dễ hơn. Không. Lúc đầu tôi định cho ông làm như thế, thế là nhưng mà nghĩ là làm sẽ chưa làm được, thế là làm cách đơn giản như thế, không nghĩ ra không biết không nghĩ ra nó lại như thế, định làm như thế nhưng không nghĩ ra lại như thế, tôi không làm như thế nào. Như cứ là như thế mà lại như thế, bây giờ cho nó như thế nhá, à từ kia đảo luôn, bây giờ cho làm như thế phải mình phải tự làm mới hiểu được, chứ đừng có chờ đợi đọc bài nó mình không làm ra mình quên ngay luôn chắc chắn. Bây giờ là chỉ là luyện hiểu là một chuyện, nhưng bây giờ mình luyện và ứng dụng nó vào, luyện cả những kiến thức cũ nữa thì nó mới khoai, được chưa? Bây giờ có một cái form đầu, form số 1 là nhập một số vào đấy, số x vào đấy,
hay là chúng ta gọi là nhập số n. N là số lần sẽ nhập các cái prompt sau. Xong chưa? Tức là số vòng sẽ chạy prompt tiếp theo. Được chưa? Rồi, xong. Nếu mà nhập bằng 5 thì chúng ta sẽ chạy thêm 5 cái prompt nữa. Nhập bằng 6 thì nhập thêm 6 cái prompt nữa. Hiểu vấn đề không? Làm cách nào nào? Tìm cho tôi số lớn nhé. Đang quay mày cứ hít 6 linh tinh. Ô, đang quay ạ. Sớm để em chỉnh trang đầu tóc gọn gàng. Nhá. Hiểu đề bài không? Không. Đọc lại. Cái lúc đầu nhá, ngay khi trang lốt ra, mình sẽ có một cái prompt yêu cầu họ nhập số lần lặp lại. Vâng. Được chưa? Sau đó, sau cái này cả thì mình sẽ hiển thị thêm n cái lần, tức là họ nhập vào đây 5 lần thì hiển thị thêm 5 cái prompt nữa. Hiểu chưa? Vâng, em hiểu cái này không biết là nào. Lúc đầu nhập cái này mình bán nó một cái biến n này. Rồi bây giờ làm sao để làm một cái công việc lặp đi lặp lại n là. Hiểu vấn đề không? Tức là ông nhập vào một số, rồi sau ông cho cái số đó vào cái vòng lặp để nhập ra một đống cái form đúng cái vòng lặp đấy. Đúng rồi, ông phải thích à? Để im chúng không nghĩ đến. Thì cái là sao mình nhanh, gọi là tay nhanh như não rồi. Thì mình không có làm. Thằng này bắt đầu khá lên rồi. Làm cái gì cũng biết check. Thế là hơn khối thằng đấy. Tại cái bọn client là cái bọn cái gì mà có sự kiện là cái sơ lại để anh nghĩ em hỏi cái đó. Ô, cái trò này làm bài là mình được chơi khoảng 5-10 phút mà. Đây là hút thuốc làm bài đổ cốc nước đây. Đây. Mày dùng cái form của mày nó lìu tìu thế hả? Cái đây mắt của nó 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 mắt của nó. Sinh ra thì dễ không? Sinh ra dễ không? Bắt vai hết. Bắt vai hết thì ông dùng cái gì vai hết? Bắt vai hết và đi. Rồi. Thì có bắt được cái sự kiện sau cái thằng này bấm không? On click cho bắt được không? Có. Bắt thì bấm ra còn. Không biết cái additional. Thế thôi. Thế nào?
app sử dụng Vinet có đưa cái file là additional method giống min cho JS không? Cái này nó sẽ cho phép mình viết tự viết custom variant cho form. Rồi, khi mà bấm vào cái nút này thì mình sẽ làm gì? Khi mà on click thì cái Nola form chấm vào đây. Sifuri bỏ qua. Đấy, như này. Với cái rule là những cái field này. Hoặc là mình với cái rule là mình là cái hai chấm đây là custom VAR. Trong nó sẽ có một cái hàm để xử lý cho cái tự cái mới này. Mình tự nhiên ra. Thế tôi làm gì? Bắt tất cả các cái class của cái thằng này. Bắt tất cả mỗi từng cái một. Xem cái nào bị rỗng. Thì mình được code xong. Ôi, phát vào xong. Đây nhá, ví dụ ông vai đến thằng name đúng không? Mình sẽ thường thường là vai đến theo thằng này là thằng này. Đúng nhá, thì có gì? Đó là name, list, và list name. Name nó sẽ bằng $1.name. Đây ví dụ cái field này, tất cả các field này đều có một class. VAR chữ name. Mình bắt tất cả là VAR chữ name. Khi mà bấm vào đây, cái này trả là cái gì biết không? Cái này nó trả là cái gì? Cái này nó chỉ trả ra bắt được vào cái mục đấy thôi. Bắt vào cái name đấy thôi. Thích bằng đô la sụt cá la. Cả nó lại càng ngu. Thu mất trường. Đây là lớp, đây là class đúng không? Khi mà ông đô la victory class này, nó sẽ trả ra một cái mạng. À vâng, sau ví dụ mình lấy cái gì, mình lấy value hay attribute hay là cái gì không? Thì bây giờ có gì? Point cái list này. Point cái list name này. Đó, kiểm tra từng cái một. Nếu mà $list name ở phần từ y hả, đúng không? Chấm và bằng dấu sau có phò trưởng được phò ích được phò léo gì phò ích phò tôi thích là phò ấy có được không? Đó này hiểu gì rồi nếu bằng ngẫu thì thêm một cái message ở phía dưới của các phần tử y như này sau đi lên phô luôn hết phim đúng rồi. Cái dạ. Này mình lấy theo cái name của thằng cái tâm thằng một trên màn hình có bao nhiêu cái bài đấy. Cái này là mình đang lấy tổng của array. Tổng array à? Bọn kia xong chưa? Dùng con for nhập n xong dùng con for để chạy bằng đấy cái prompt. Một bằng for. Làm thử đi, mình làm thử là một cái nhận giá trị của cái khoảng đây là tập cái sản đồ chung tập sản đồ cái lỗi của nó là mình hoàn toàn có thể xem một cái biến nó flat của đây hai lần to một lần flat cái cỏ ấy có nó bằng chung thì nếu mà có lỗi flat thì mình cứ hiển thị text ở dưới và mình đánh cho nó flat bằng phone và return flat. Cái form này mình để 16 cái, ví dụ 16 tuần này 16 cái này. Làm form cho cả link. Form ở link này thôi. Đây là... Đi đấm luôn. Tức là không nên... Sau cái nào của ông cũng là 2 này. 95 chưa mà nó hết. Sao lại có không giá nhưng nó giá trị à? Đố em xong rồi. Đó là một người xem bằng BHP Diablo, Mod Pro Z.
pass in luôn cả dự án hay cả cái chuỗi này, phát làm trang tin tức cả cái hàng pass in luôn. Ừ, thích chơi đại bộ đồ đấy không? Nóng thẳng, nóng thẳng đấy. Mà có bao nhiêu hả? Có bao nhiêu làm đi chuẩn luôn, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nó là một em làm một cái thư viện, nói chung là tất cả những cái thông tin về Dano, về cái class, rồi cả item lại những cái gì mấy cái đấy, à đấy tặng thêm, tặng thêm một cái category nhiệm vụ nữa, ra anh hùng biết đi. Rồi bật em 12 lên. Còn trong nhập. Rồi giờ sao? Tìm số mắt. Không suy nhiều. Cho một cái biến mắt ở ngoài. Ở ngoài. Em làm bản. Trước ít bét. Trước ít. Còn cái thực hiện tại mở rộng thêm. Trước ít cơ mà. Làm bot trước. Đây là đang. Bạn nào mới biết? Đang category thôi. Đầu tiên ta chưa làm category mà đã. Rồi ở trong kia dưới ít. Đây là cái con số lock. Vâng đấy. Xong rồi sau. Xong rồi làm cái chú làm bot trước. Chúng dục luôn. Ít mắt. Sao được anh? Thì đấy, giờ làm nhận xuống làm hỗ trợ. Đây này, bởi vì nha, đúng rồi, cái này thì bởi vì nha, tức là online thì có những cái... Còn ra ngoài của ông Bo. Mà mục mất tiền thì, con số lót ra. Ý tên khác nhau. Đúng, anh biết mà, chứ nó cho nó anh chơi mà. Xong. Anh chơi. Đừ. Chơi à? Chắc chơi. Chơi thì chơi loài mắt anh. Chơi y à. Y này. Khoai lắm. Cho nó khoai chứ khoai ra. Khó nó cũng y em vừa xong. Tiếp. Đúng nhỉ? Anh thích đánh thằng soccer. Chỉ có đi trên. Chỉ đi trên bao giờ khó. Thế hết. Đấy là tao dư một lần. Đúng không? Solo ấy. Mà có đánh rất tệ mỏ. Với thằng nào? Soccer. Em đánh được đánh team ba ba. Chú đánh gì? Cắm nhỉ? Rui. Em chưa hè nhà luôn đầu Rui anh. Không biết là nó PVP của gì. Trong cái con này nó không như cân bằng mà tạo ra một cái bo. Con này thấy bọn đề cả ba và y làm con nhập số thứ y ơ cần nếu mà y dài mình chơi chơi biết ta biết tên gì mà prom anh chơi chơi kiểu mà cái thằng y này lúc đang làm gì đấy rom cơ mà rom đây cơ mà copy lại cho anh đi. Nhưng mà không lên gì đâu mà kiểu chuyên công. Không hiểu, không hiểu bắt là đây là chuẩn bị như thế. Đây là chuyện cốt vào não. Ai thằng kia nói chuyện game đi ra ngoài đi. Sai. Rồi. Tạm biệt chuẩn giữ nhập giá trị thứ 5 cái. Ra 5 cái kiểu chẳng rom như tụi đây rồi. Thứ đô la cách cho đô la đóng một nhỏ đô la đóng một nhỏ đi cái chứng như ở trong này rồi sao bây giờ chụp cái bít thịt đi đây đây hoành tráng mà làm cái số đó đủ lắm đây là con số lốc cái gì với con nào đi đại tải hẳn luôn cái thịt là xịt luôn tăng lên giá trị luôn. Làm dần cho quen có vội không? À? Có vội không? Không biết nữa. Nhưng mà lắp bố cũng máy chạy đi. Ta định lấy cái này làm lắp bố rồi. Nhập xuống máy chạy rồi. Chắc phải tự hai. Ừ. Là tự làm hay là nếu mà biết đâu. Đây nhá. Chú nào lắp bố lần nào chú phải có cái gì tiếp. Thấy sao chưa? Thầy hôm trước thầy bảo ấy. Ờ. Ừ. Làm hẳn trang này ngon luôn. Ờ cái củ cải. Củ sở. Ờ. Một, mày biết một cái em đập ngay đi rồi này. Rồi, giờ đã biết lấy mắt như nào chưa? Rồi. Biết là tôi giật trộn chui đầu luôn. Đang quẩn bài trước. Bài này, bài đang làm này. Làm rom. Còn thằng này giải thích cho đào đi. Câu hỏi đấy. Cách ngữ như mày học mấy được vợ.
Sao có con rồi chứ. Em cười em mời liệu thầy lên ăn cơm không? Làm ở đâu vậy? Em đi qua. Trong một cái hang. Để xem đã. Để xem đã. Nếu lên đấy gặp ngay cái nhà máy gạch ngày xưa thì đi về luôn. Ngày xưa lên đóng gạch mà. Đúng rồi. Năm cái. Thầy á. Ngày xưa thầy đóng gạch trên đó. Tiếp qua. Ôi. Sao cuộc đời nó xô đẩy vậy? Tôi xô nhiều lắm. Thằng này làm bài khác đi. Tự kiếm đi mà làm đi. Em nó đang ngồi tính. Ngồi chém gió với bao vẫn chẳng được kích lợi. Ông đang bảo nó làm cái tôi sẽ bật đi. Kiếm tôi một cái đề tiếp theo. Nhanh lên. Kiếm tôi một cái đề tiếp theo về xử lý về số. Nó đang phải làm cá rô. Cá rô à? Bọn này xong rồi. Bọn này làm xong rồi. Rồi. Thế là mình chéo đâu? Làm xong lâu rồi. Em chưa làm. Nó chơi ra thật toán làm nào. Em còn làm chân hai đâu. Nó là cái gì vậy hả? Tại sao lại thế? Tôi làm luôn. Đây là đùa đấy. Bảo ra cái gì? Lớp mình quên phải. Biến biến con nào được chứa dấu ký tự đặc biệt? Làm gì đâu, em vẫn phải đi học đây. Còn nhớ ký tự tên biến được chứa những ký tự nào không? Ừ. Còn trận hai đấu sao lại trận hai đấu? Là tại sao lại là nở đấy? À chứ. Trận hai đấu thì cái năm đó là không tính điểm, không tính là chết. Khi mà XO trận hai đầu năm rồi không tính điểm. À. Bốn hai đầu. Ấp. Để nó nghĩ. Thôi kệ nó, để nó nghĩ. Cái nờ chấm ngang này là cái gì? Để cho nó nghĩ đi. Mày xuống này được rồi. Thôi thôi em không ai làm đi nào. Chúng tôi làm cái gì chúng thích đi. Nó khoe với em tự nhiên. Chị? Tôi bảo nghĩ là... Nghĩ làm tiếp. Để sao cho mình nhập cái số vào nó báo ra là số đấy, tốt nhất. Bây giờ mình xuống điểm thì 3 cho bằng cái gì nó khắc. Thế chữ thế nào? Thế chữ đi. Chứ sao mày luyện nhiều lắm mà phải mềm dẻo cái cách suy nghĩ ra. Anh có bạch cái số mà không. Thì mới làm được. Số nó khó. Em về mà lại sao? Không bao giờ có thằng nào cho mang việc về nhà làm cả. Người ta giao cho mình là người ta cần phải xong ngay. Càng nhanh càng tốt. Chứ không có chuyện là về nhà em quay video cả một ngày hôm nay em đi làm về em xem lại. Chú tính đạo hàng đi. Tính đạo hàng rồi vẽ đồ thì làm số bằng Z đi. Đây còn thằng sẽ tốt nghiệp cơ ba. Đấy khó. Một khi đã khó. Nhưng mà tính cái gì làm cái đấy nhỉ? Hả? Đây một khi là khó mà. Cái này toàn đổi chi mà. Ừ, chú đã làm một cái table. Rồi vẽ ra một x một y. Kể chú anh không biết, anh chỉ ra đề thôi. À, vẽ đồ thị hàng số à? Ừ, vẽ đồ thị hàng số. Nhưng mà vẽ này phải dùng canva á. Phải dùng canva? Ừ, quách thức. Em nghĩ dùng canva rồi. Ok. Là thật à? Anh mới vui rồi. Rồi, nó là số. Canva. Rồi, nó là số. Nguyên số thì cái len sử dụng cho anh không mà. Nguyên cả một lai mori phải cắt phát. Đấy, à rồi đấy. Chúng phải liệu hồn đấy bà. Mình cứ biết cái này nó không khó lắm, mình chẳng có mình kiểu. Sao lại sai? Cắt phát. Cắt cái bàn này nó chạy. Đừng có vui, nó sẽ gì cách ai cả. Tưởng thì này à? Tưởng làm trò chơi bằng cái này phải vẽ bằng canvas. Cái này chẳng chạy được rồi. Trò chơi HTML phải vẽ bằng canvas. Anh biết bãi không? Loại gì mới dùng canvas? Cô là. Cái này một chỉ vẽ rồi. Rồi là mở bằng prom đúng không? Nhập một số bao nhiêu số lần chạy đúng không? Ờ ok khôn là y bằng 0, y bằng n. Nhưng mà nó là số n là số rồi tại sao lại là chấm len? Chấm len là người ta cái gì vậy? Nó lôi là cái gì vậy? Hả? Đó số phần tử trong mạng và số ký tự ở trong chuỗi. Cái gì cái mạng chuỗi? Đúng không ạ?
N nó là số rồi, tại sao lại phải đen nữa? Đúng chưa? Đúng không? Rồi. Bây giờ xem có gì. Tạo một cái biến nữa ở dưới. Phải tắt tiếng kia đi. Đấy. Rồi. Vào. Con. Nhập số thứ y cộng 1. Đấy. Y cộng 1. Bởi vì y bằng 0 mà. Cái này là một cái kiểu. Đúng không? Y cộng 1. Đây. Thứ cái cách làm sao? Chứ thứ cái cách làm sao? Được chưa? Đúng rồi. Số là con số log x thế nào? Đó là cái này là tọa độ, cái này là tọa độ, cái này là đấy dài của nó, dài gì? 150, 150 là chiều ngang. Bấm một con số này, bấm tắt con số. Index y, xong là width, index y đóng ngoặc. Đây này, index dòng 542 này. Đấy là string cộng với một số, cộng với đâu? Cộng trừ y. Kinh nhỉ? Cái gì biết? Thấy chưa? Ngưỡng mộ bạn sao? Bắt đầu thấy. Nhận số đầu tiên rồi. Line to. Mô nhỏ xuống cuối cùng. Đi chuyển từ là 2 là 00 ấy. Reload lại nào. Tạo 00. Đi 3 là cuối cùng. Tiếp. Đó, bắt đầu từ 00 đến 200. Sao này toàn nhập số 6 vậy? Đúng không? Nhập cái số khác như thế nào? Tu rồi cái gì nó sẽ đi đến. Tiếp. Cái cột mốc. Đây, 200, 100, tức là cái này. Quý 200, 100 là được, cứ lên giờ đó. Cứ biết đi. Ra đủ số chưa? Ra đủ mấy cái mình nhập chưa? Xong điểm cuối. Một cái ông tu, cứ trong hoàn. Cái mốc của tu cái chỉ đâu? Cái y này tại thời điểm này nó là số hay là chữ? À quên, số trong quần thì là cho nó cái đó rồi. Đây đang nói chuỗi thì cái y có một cái để cho trong ngoài. Kể, cái như thế thôi. Có bây giờ chú chỉnh cái 200, 100 nghiên chú biết ngay với cả không để không, để nghe nó làm cộng. Đây là phép cộng rồi này. Bởi vì cái này chắc chắn là một đoạn sẽ chút phải nhập sâu lên số. Ô ngoài cái nữa không? Một pixel thì đây nó sẽ là 2 pixel. Một cái bên trái, một cái bên phải. Chú chỉ cần biết là nó sẽ... Mày cũng nhập 2 số nữa. Được, biết là nó cái gì thôi. Cái biến mắc lúc nãy đâu? Bài trước là không có mắc cái biến mắc đúng không? Viết một cái biến mắc ở ngoài. Ở ngoài đi vậy. Bằng không. Rồi, ở trong kia thay con số bằng nếu. Nếu mà mắc. Nếu mà mắc nhỏ hơn x. Giá trị của x bây giờ là cái gì? Số mấy chữ? Số. Và một cái mồm bây giờ, tại sao số x bây giờ là bằng số? Nào, nghe. Bây giờ giá trị của x là số mấy chữ? Là có thật đấy. Là số mấy chữ? Xem đi. Prom khi mà mình viết text một cái text kiểu text box của Prom mình viết chưa được không? Có. Ừ. Thế bây tất cả những ký tự có thể viết trong cái Prom đấy nó đưa hết về chữ chủ string chuỗi. Đúng nhỉ? Mà mắc bây giờ đang là số làm sao có thể viết chữ được? Đúng rồi, phải chuyển nó về số. Thì
làm nào để áp tiểu cái số. Đúng rồi. Đóng hổng không? Tích vào đấy. Thì mắc vì bao. Nếu bây giờ giá trị của mắc đang nhỏ hơn giá trị của x của nhà bà thì sao? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hết vòng lặp. Hiển thị giá trị mắc. Hết vòng lặp. Hết vòng lặp. Nhắc các lần thứ ba rồi nha. Hết vòng lặp. Chỗ nào là hết vòng lặp? Làm đồ thị cơ mà. Hết vòng lặp ở đấy à? Cái gì là? Đây là của đây này, mày nhìn này, mày bấm vào đây, cái thuật toán mà chỗ nào là chân, chéo không, chỗ này, cái thuật toán chéo, đấy, bây giờ đấy là cho hết, chéo mày không xuống được cái dòng hả, đại sao lại tắt, nó ngang cấp với tầm một lần cái gì đấy ạ? Nó ngang cấp với vòng lặp được mà. Con số nó. Khi anh ấn nút. Khi anh ấn nút vào cái. Để cái con co ấy. Đúng không? Thì nó sẽ lấy cái chi phí đồng tiền. Thế đấy như chảy như là cái gì? Mày phải cuốn. Mày phải cuốn mấy mày cũng phải đi được. Thế thì bây giờ. Nó hiển thị cái gì? Thế cộng 1 đi. Cộng 1. Cho mày đưa ra. Đi. Đi. Đúng không? Đã để như này nãy không biết liên lạc coi hẳn cộng một đúng không thích thế thì bị đánh hạt cỏ là lên từ ngang mở từ ngang mở đây nhá, đây là chúng ta chưa mấy nhà vô số 100 này à đúng không nhiều lắm đấy sao những xuống dưới đây rồi nhập 100 lần nhập số linh tinh nhập xong rồi tính tiếp ngay làm đi thế đấy không có hàng nghìn đâu x là chiều ngang tôi chết rồi y là chiều dọc trời ơi mày ngang dọc cái gì đấy y là ngang đây là mình tay số với y là ngang thầy cứu em y là ngang x là dọc thầy chúng mày làm cái gì anh bảo đồ thị chúng x là chục tung còn tung hoành này, tung hoành dọc ngang, x là ngang, y là dọc, tung hoành dọc ngang, ơ what, mình sai à? Hoành là ngang mà, tung hoành ngang dọc, tung hoành ngang dọc, biết là gọi là tung hoành ngang, tung hoành dọc ngang, tung hoành dọc ngang là chuẩn, mà trục tung là trục x, mà trục hoành là y, hoành là x, tung là dọc ngang, và em nhập một số 15 là ngang, là ngang, sớt, coi u, à như du rồi sớt, nhanh, hoành là x, không phải cái. Em không chưa? Thì thích cấp 3 em không thể nói bỏ xong một điểm như vậy. Thằng Tùng đóng đi, em có hiểu không? Điều tính rồi. Rồi nó mất, có lẽ chỉ biết đến chiều sau. Thằng chế 3G luôn cho nó máu. Và thay thông tin được. Xong chưa? Đào không chưa? Tiếp. Tiếp tục. Để tôi nghĩ ra cái đề nào. Ý là ngang rồi. Đi là thôi rồi. Đây. Lại. Cho một chuỗi ở cho một mảng. Cho một mảng nhá. Được. Ví dụ các cái số là 1 8. Nhưng mà test có cái gì là sao? 6 4 5 FTR VAL đây một mạng nhé. Dạ. Thứ nhất. Bây giờ tôi chỉ cần các bạn làm cái việc tìm cho tôi các cái cặp số có tổng
lớn hơn hoặc bằng 9. Tìm các số cặp. Các cặp số. Các cặp số. Có tổng lớn hơn bằng 9. Cho phép được lập. Thầy em sai. Mày đã bao giờ đúng đâu. Tại các bạn ngày xưa trên đại học. Thêm với cái ARR ở vị trí thứ gì? Gì? Được chưa? Thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 9. Xong rồi đấy. Xem có đúng không? Chạy thử nhá. À từ từ, còn nữa. Hoặc y mà bằng với z thì còn tìm luôn. Bởi vì 8 sẽ có thể quay lại bằng 8. Đúng không? Đó. Chạy. Ờ, để được cái mình nhé. Oh. Ui giời. Đúng không? Em quên mất cái continue là sao lại cũng lẫn mình cũng hiểu sao 9 gian 8 cộng 1 cộng 8 đấy nhập trường hợp đầu chúng ta thì đây em lọc tất luôn, nó lọc, nó bỏ cái này à, nghĩa là chưa nếu mà bỏ cái này đi thì là sẽ chết. Em bỏ được thấy không, thấy gấp đôi. Còn nếu mà comment ăn comment cái này đi thì là sẽ được đấy, thuật toán nó chỉ có thế thôi. Em nghĩ thử xem có đúng không đã và xem có hiểu không hả? Đang mạnh các quan em học nhịp trong chú tôi chán có thể là món quà không quà thì điều hòa điều hòa nó phả người mà tóc này bay cũng đúng tóc thế đấy xem thằng này có họ hàng với Nhiếp Phong. Tùng ngấy. Bình thường chưa có gì. Chung là phải xác định một bên cái ai biết là phải người thân nhiều lắm. Tao. Chán chưa? Chán rồi. Chưa, còn có cái trò cộng 3 số, cộng 5 số. Toàn những cái chưa dạy, ai cũng chán. Ô, cái này ai dạy? Cái này ai dạy? Không. Cái cặp đi dùng thể dạy em đâu. Bố láo chưa hề lớp này dạy em? Từ lại từ PP cơ bản ở chỗ nào cũng có, ngôn ngữ nào cũng có, thì lớp gen nâng cao thì có break, bao giờ người ta đã dạy break là sẽ dạy continue. Em không được học cái đó đâu, em bị mất gốc gen, nói là em không nhớ. Em bị mất gốc gen. Được chưa, em không thể học gì. Ai không làm ra thì tự động xuống chống đẩy nữ năm cái làm 20 cái. Liên quan nhanh bây giờ gì thế, công có thể là chuyển sang nữ nhưng mà em đang học viết gì mà mày mua mi nam rồi mà em chẳng mua mi nam về cấp đôi nhanh lên. Từng đứa một em lại thể hiện em bên kia nhìn nhanh chống đúng bài nha, xuống sâu vào à, khỏe lắm. Dương Tùng thì vớ vẩn không xong thì bắt nó chống 50 cái. Tiếp tục đi. Ông làm ra chưa? Tí thì ra. Tí rồi. Ông chung ra check xem nó chống đúng kỹ thuật chưa? Em thấy. Thằng này 20 cái. 20 cái. Em mới làm 20 cái là cũng nhanh vậy. Giang gì hát được break break này không này
Thầy cháu cũng không đúng lắm. Cháu cũng đúng là tay chỉ có 45 độ với người thôi. Đao. Đao chỉ có 5 cái thôi. Thay hai cái nó khác nhau mà. Break out dừng lại và out khỏi vòng lặp luôn. Nó không tiếp tục vòng tiếp. Còn continue là tiếp tục thêm một vòng nữa. Nếu mà còn. Khổ. Ui trời, quý. Ai ngồi lâu càng chết, em nhận tiền nhanh lên, càng giữ lâu càng mệt. Ai ngồi ba, ai ngồi ghế kia đúng chỗ. Bốn. Lên chống mông cũng phải chống. Thôi em lên rồi đấy, 5 cái. Thì sau sẽ lần sau sẽ là 6 cái. Giang bỏ áo cho bớt nào. Giang. Dạ nàng cung ngầu boy. Lấy áo chống được. Thằng Chí làm chưa ổn. Bỏ cái chăn ra. Mày ra mày đếm đi. Em đếm sao được. Chống lại thì con đếm. Chống lại con đếm nào. Không linh tinh, bỏ cái chăn ra. Cái gì nó cũng là ra cái đấy. Thậm chí chống 15 cái. Vâng. Chứ tôi yêu chứ. Không nào này. Phun thực toán mới được. Miệng hay miệng hay. Mà cụt rồi. Trung. Đến đây. Chí bây giờ khác đến 15 cái có là gì mà anh nghĩ đâu. Chí bây giờ khác sơ rồi. Thằng Trung này phải 30 cái. Nghe. Ơ dừng qua. Ngô Minh Đàn rồi mà không hạ. Mình không biết trái bình thường. Làm đọc là ông có thể xoạc khoảng 5 phút. Đã bất bình đẳng giới rồi, bất bình đẳng rồi. Sửa kỹ thuật. Còn này miếu lắm rồi. Thầy con thêm mắm thêm muối mà người là chẳng còn thấy sức. Đây rồi. Na. Đây Tuấn Anh đó. Việt Anh. Dạ, Việt Anh. Thầy ra nhìn em làm xong rồi. Được, để kiểm tra. Xong rồi. Thì chụp được nào, một tay, hai tay. Hai tay, à một tay. Chốt tay. Chốt rồi. Một tay. Ai trông hòa mà, lo gì. Ngày nào trồng cây 8-9 tiếng tốt. Ngôi cam tham rất là yêu thích những người như vậy. Nào. Thôi, bảo trắng 50 cái. Thôi rồi, 20 cái xong sẽ phát hiện hôm nay. Chống cho mát, chứ thẻ khoa gì đâu. Ôi, tay trơn. Lại đổ tay trơn. Đấy, sâu vào. Thằng này khôn. Chống cái phần nó ở gần dưới phần ngực này, chống nó dễ lên. Chống thế mới khó thầy. Không, chống thế lên dễ. Đỡ mất sức thôi. Tôi ngày xưa tôi chẳng chống đẩy mãi. Bây giờ vớ vẩn vợ về nhìn vớ mắt vứt mắt chấm vậy. Làm được không? Không. Được. Cho để nhưng mà về cứu rồi. Thầy cho một đống thuật toán này em chơi đi thầy. Em tôi cũng không tin. Tôi còn ở đây còn không làm được nữa là tôi là cho về nhà. Về nhà làm những việc khác đi. Về nhà luyện thuật toán thầy, thầy phải luyện em thuật toán để em đi tự tin em xin việc chứ. Mày là nào sẽ xin? Không thằng có phải test đâu em. Không em phải. Em là em bị ngã một lần rồi nên là em sợ lắm. Bị ngã một lần thì mấy cái trò thuật toán rồi. Để tôi nghĩ đề ạ. Chưa nghĩ ra đề. Không được để cho thằng Khương Nguyên Châu nó hơn mình. Biết thế là tốt. Thằng này cười vào mặt, khổ lắm. Hưng ra đây thì cũng khóc thôi. Được. Được. Khó rồi. Qua được chán. Vẫn là cái chuỗi này. Em bắt đầu thấy nó không được. Vẫn là cái chuỗi này. Được chưa? Rồi. Tính chu vi và diện tích tất cả các tam giác có thể là
check beta nó hỏi rồi. Rồi. Xong rồi nghỉ. Xong bài này à? Ừ. Bài này sẽ không chữa. Buổi sau sẽ chữa. Học đang chúng ta đang học cực kỳ chậm đấy. Thật. Chúng ta đang học cực kỳ chậm và học cực kỳ thông thả rồi đấy. Còn như lên lớp tôi hỏi thằng này biết. À vào vào. Lớp lại à? Lớp biết anh. Ừ. Chỉ nó có chỉ có mấy tháng thôi, nó bị giới hạn thời gian mà, cho nên là không dạy thế không được. Đây là cạc wifi ở đâu đây, hay là cái kích sóng nhỉ? Kích sóng cái đấy mới nhai buổi à, cái kích tơ bao nhiêu nhỉ? Được, cảm ơn. ZS được có 3 bộ. Cánh hỏng hay sao nhỉ? Lại hỏng mấy cái kinh nghiệm trọng. Sao mày ngủ thế? Bình thường để reset phải lấy cái tăm để cắm vào ấy, nhưng em không tìm cái tăm đâu, em lấy cái kim nhọn chọc vào nó chết luôn. Kim ông chọc lên. Chết thủng bên trong. Nghĩ đi đã. Xem bài này làm nào để về nhà mà làm. Đúng hết bài kia. Khuyên là để cho nó dễ kiểm soát, nên tách hàng. Kìa, đến nào xuống mở cửa đi. Thằng Thế Anh ở dưới mà. Thằng nào cần thì được. Một hàm là check cảm giác. Một hàm là tính chu vi diện tích. Thế là đủ rồi. Một hàm tính chu vi, một hàm tính diện tích. Nói chung là cách hàm thể có hóa lại tay đỡ này thôi, kiểu ghi cho tay có. Ừ. Bài 2 tôi ghi vào đây nhá, về nhà tự xem lại video để lấy về. Sao lại trắng hiếu rồi? Đấy, xong. Buổi sau tuần tới có buổi nào có thể học được nhỉ?